36 năm là ông vua làm vua lâu nhất trong vương triều nhà Nguyễn. Nhưng trong 36 năm đó thì ông này được xem là một ông vua có quyền nội bộ nhất. Nội bộ đầu tiên là ông lên ngôi trong các quốc địch để tương tàn. Và để tương tàn là như ngày xưa các thôn thường hay quan niệm rằng các nhà triều sẽ được làm là ngôi nhà triều thì trước sau thì chúng ta có là triều ngôi là thôi. Nên ông này là ngày đêm đến đàn ca đi hát sướng, không có lo là triều đình. Nên là làm cho triều đình rất là tức giận dạo này. Sau khi mất lắm bệnh thì ông này đột ngột bị ngôi lại cho Tự Đức, làm cho ông bà không phục, là để ông tập hợp tất cả những người theo phe cánh của mình. Nguyên nhân á là cái dưới thời vua Tự Đức thì cái quân đội của triều đình còn khá là mạnh, cho nên thì ông lên ngôi làm một cái cuộc binh biến như vậy thì nhanh chóng bị dập tắt. Thì Hồng Bảo bị bắt nhốt vào trong ngục, thì trong ngục thì ông này cảm thấy là nhục nhã và mất hết hy vọng, cho nên ông đã tắt cổ tự tử. Với cái chết của anh mình thì Tự Đức cho rằng nguyên nhân sâu xa đó chính là mình, cho nên vua Tự Đức từ nay chằn mặt bản thân. Lý do thứ hai là ông lên ngôi vừa tròn 10 năm, năm 1885 thì thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và các 6 tỉnh Nam Kỳ chia cho thực dân Pháp. Thì ở đây thì nhà mình có một ông vua cai trị đất nước mà đất nước bị chia cắt không làm gì được thì ông càng cảm thấy là xây đất bản thân mình hơn. Và lý do thứ ba cũng được xem là lý do là đau khổ nhất của ông vua Tự Đức, đó chính là ông là có tất cả 103 bà vợ nhưng không bà nào sinh cho một người con trai để nối dõi tông đường. Thì ngày xưa một gia đình bình thường nếu như không có con trai nối dõi tông đường thì bị liệt vào một cái tội, đó chính là đại nghịch bất hiếu, tức là tội lớn nhất của con người. Mà ông vua này và Tự Đức là một ông vua nên ông không những cảm thấy có lỗi với chồng họ đầu tiên mà ông còn cảm thấy có lỗi với tổ quốc. Thì ông vua Tự Đức không có con trai cho nên ông xin ban ông lấy nhận 3 người con trong hoàng tộc của mình, trong anh em của mình ấy, 3 người con là ông luôn và vua Tự Đức là con trai trưởng trong vua Tự Đức nhiều ngôi lại cho và ông vua Tự Đức này là ông vua làm vua Tự Đức thôi và đến đầu buổi sáng mai lên trên thành Huế. Rồi ra đây nhà mình dịch vụ bên này luôn à. Dưới thời của ông thì ông có cho rằng là cái tội lớn nhất của ông đó chính là tội đại nghịch bất hiếu. Và đi qua cái hồ đó là vô trong cục bên kia đó chính là Quyền Cung. Quyền Cung là đặt cái ngôi của nhân trong này không có tư sản. Đây là các ông vua